chào các bạn nha. Hôm nay mình xuống sông quấn lưới các bạn. Lâu quá rồi không quấn. Tại mới vừa quấn không có, mình không nghỉ, mình quấn giờ mình quấn lại thôi kìa. Thả lưới dưới sông nó cũng ba chớp ba nhoáng các bạn. Hồi bữa cái đợt mà nước mặn á thì mình thả mấy cá ngàn đô nó nhiều. Có lúc hả mình mới vừa cầm cái đầu lưới lên thôi là cá nó dính rồi. Mưa á, nước ngọt lại thì cái cá ngàn đô đó nó ít lại. Hôm nay mới sao? Hồi bữa giờ mình nghỉ đánh lưới cá chắc cũng cỡ mười mấy ngày rồi. Nay đánh lại đây. Không biết sao? Cho các bạn xem một vòng nha. Rồi tới giờ lên lưới các bạn ơi, nước lớn rồi. Bữa nước nó mặn mặn á là quấn lưới là xách cá lìa lịa luôn, giờ không thấy đâu. Bình thường mới kéo chút xíu là có cá dính rồi, có một rạm nữa các bạn. Công nhận nước ngọt cũng cá hiếm.
thả lưới bất ổn. Không được một con cá nào luôn. Con cá lông tông này. Chưa được một con cá lông tông. Vậy các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.